Đó, con chó chuẩn bị ăn nấm nè. Cười thích không? Cười thích chơi này không? À, để cho em. Từ từ cho chó. Đây các bạn ơi, đoạn buổi hôm nay có một cái chú chó rất là dễ thương nha, mà hung dữ lắm nha. Lấy thức ăn của bạn ấy nè, lấy thức ăn của bạn ấy là bạn ấy cắn liền. Đây nè các bạn ơi, nhìn nè, mình mà sờ tay vào mình lấy cái nấm của bạn ấy à, nhào lên đây cắn liền hết hồn luôn. Rồi bạn buổi thích không chơi này nữa không, hay là mình chơi các trò chơi khác nè? Bây giờ bạn muội không thích chơi cái này nữa phải không? Dạ. Mẹ sẽ hô biến cho bạn muội cái trò chơi khác nha. Mẹ có cây phép thuật của cô Tiên Bướm nè. Cô Tiên Bướm mới cho mẹ cái cây phép thuật nè, bạn muội thích không? Rồi bạn muội ấm ba la cà na xí muội, bạn muội đọc theo mẹ nha. Ấm ba la. Con nói vậy nè. Ấm ba la cà na xí muội. Wow. Rồi muội ơi, đẹp quá. Rồi đúng là cái cây phép thuật của nàng tiên bướm thật là hay luôn nha, muốn biến ra cái gì cũng được hết. Bạn muội thích không? Dạ. Giơ lên nha, cho các bạn xem nha. Đây là một con robot nha, trên đầu nó có cái chong chóng nữa, nó quay được luôn á. Bạn muội mở được mà tại bạn muội sợ có nhạc á, bạn muội không mở đâu. Các bạn ơi, con robot này rất dễ thương nha, có thể xoay xoay múa hát luôn. Bạn muội thích không? Xoay xong. Bạn muội có thích không? Các bạn ơi, nó xoay xong rồi nó vươn ra tay nè. Tại qua, nó có bánh xe nè các bạn. À, có bánh xe. Rồi con thích không? Con không thích, mẹ biến ra cái khác con nữa. Con không thích, vậy hai mẹ con mình sẽ dùng cây phép thuật của nàng tiên bướm biến ra cái khác nữa nha. Ấm ba la cà na xí muôi. Ố, lại là con chó muỗi. Ủa sao kỳ vậy? Mình biến bị ngược rồi. Thôi mình biến lại. Mình thôi biến lại. Ấm ba la cà na xí muôi. Wow, con gì vậy muội? Con cá. Wow, đây là một con cá chép nha, con cá chép. Nhưng mà nó bị hư rồi. Ủa nó bị hư rồi hả? Kỳ vậy, cá mà bị hư cái cây phép thuật này chắc nó bị sao rồi đó, sắp hết pin hay sao. Rồi mình biến ra cái khác con. Dạ. Ừ, cá chép gì kỳ quá, không hát gì hết. Ấm ba la cà na xí muôi. Wow, trò chơi gì vậy bạn muội? Chơi tàu lửa. Trò chơi tàu lửa. À, tàu lửa nó leo từng bậc lên. Wow, rồi mình đi đây, tàu lửa lên đây, cái tuột xuống. Yeah, hay là ba tàu giữ tiêu luôn. À đúng rồi, có ba cái luôn nha, có ba cái trượt luôn. Nào, bạn muội chưa? Một hai ba. Ba kỳ vậy? Ba cái tàu lửa cùng trượt hết nha. Yeah, hay quá. Bạn muội thích không? Thích. Dạ thích thì bạn muội chơi đó nha. Wow, sao nay ai cột tóc con mà không có cái kẹp tóc gì hết trơn vậy? À, mẹ có cách rồi. Hay là mình biến ra cái đồ trang điểm để kẹp tóc cho bạn muội đi. Dạ. Nha. Ôm ba la cà na xí muôi. Wow. Đẹp quá. Đẹp quá. Wow. Cái đồ trang điểm, cái hộp trang điểm đẹp quá. Mẹ ơi, mở ra sao ta? Đây nè, đây. Ôi, sao khó mở dữ vậy ta? À, bạn muội mở được rồi. À đây, đó, cái hộp trang điểm. Bạn muội thích không? Thích quá, ôi đẹp quá. Mẹ cũng muốn. Cho mẹ nha. Cho mẹ hộp này nha, được không? Hay là mẹ biến ra một cái hộp nữa đi. Biến ra một cái hộp nữa để cho hai mẹ con mình đều có đi nha. Dạ. Để đây nè. Mình biến cái mở ra một cái hộp giống y như hộp này nữa nha con. Rồi mình để đây đi, rồi mình biến ra một hộp nữa rồi mình giống như vậy á, rồi mình đeo luôn nha. Rồi hai mẹ con mình biến thêm hộp nữa nha. Ấm ba la cà na xí muôi. Wow, muội ơi, hai hộp luôn, rất là xinh đẹp các bạn ơi. Đây, giống nhau quá. Hai hộp, bạn muội hộp nào? Bạn muội một hộp, mẹ một hộp nha. À, bạn muội thích hộp đó, mẹ lấy hộp này. Rồi bây giờ mình sẽ xem bên trong cái hộp này có cái gì nha. Wow, cái hộp hình cái con mèo luôn nha.
hộp này hình con mèo luôn, hộp này hình con mèo luôn. Rồi bạn muội thích cái gì bạn muội đeo vô đi. Đó bạn muội tự trang điểm cho bạn muội đi. Đây, để mẹ trang điểm cho bạn muội nha. Đây là một cái kẹp cherry nè. Một cái kẹp lên. Đó. Wow. Cherry. Cái hộp của mẹ là hộp cherry bạn muội ơi. Cherry. Con là ngựa pony. Ủa của bạn muội là ngựa pony hả? Của mẹ là cherry. Đây là cherry nè, hộp này là cherry. À hộp của mẹ là trái cây không nè, có cà rốt nữa nè. Có thơm nữa nè. Wow, thích quá à. Đẹp quá à, có dưa hấu nữa muội ơi. Muội. Ý. Wow. Có dưa hấu nữa. Có cái gì nữa nè bạn muội? Con cũng có người pony này. Có cái người pony nè, mẹ có cà chua nè, mẹ có trái cà chua. Mẹ có cái lá nữa nè. Ủa cái này wow, mẹ có trái thơm màu hồng nữa nè, đẹp chưa? Cái này như thế nào? À, cái này cũng là ngựa pony nè con. Đó là ý gì vậy? Ngựa pony, mẹ có trái thơm màu vàng nữa nè. Này là như thế nào? Cái này là cũng là cái kẹp đó con. Cái kẹp ngựa pony của con này đây, mẹ kẹp lên kìa. Đó, kẹp một chút xíu rồi. Đó, ngựa pony. Ê, mẹ có cái gì nữa nè bọn muội? Con biết mở ra rồi. Mẹ có quả cam màu đỏ. Mẹ có chùm nho nữa nè. Con biết rồi, con cá cầu vồng. Chưa, cầu vồng đẹp dữ vậy. Cha, bạn muội có cái cầu vồng thiệt là đẹp luôn. Bạn ngựa ngoài, bạn muội ngoài ngựa pony còn có cầu vồng nữa nha. Đây cái cầu vồng nữa nè. Tay cũng là cầu vồng. Cái kẹp cầu vồng nữa nè, thử kẹp. Cái này dài. Bắt bạn ấy xem. Đây nè. À, cái này cũng cầu vồng luôn phải không? Cái này cũng cầu vồng luôn nè. Đẹp quá. Wow, đeo dây chuyền rồi nữa hả? Mẹ cũng có nữa nè, mẹ cũng có dây chuyền nè, cherry nè. Đeo đi. Thôi mẹ không đeo đâu. Cái này nhỏ quá mẹ đeo không được. Cái này chắc hồi mẹ cho bọn muội luôn á. Biến ra cái hộp gì có chút xíu à, mẹ đeo con có dừa nè, có chút xíu à. Này dây dừa với bọn muội thôi. Thôi, cái này gì vậy mẹ? Đâu muội kẹp cho mẹ nha. À. Wow. Đẹp không? Đẹp không? Dạ đẹp. Wow, trái gì con? Nãy quên. Dưa hấu hả? Rồi ngồi xuống đi. Trời ơi, ngồi xuống. Đây đó. Đây đó, đó dừa với mẹ đó. À, cái này dừa với mẹ nè, mẹ kẹp vào dưa hấu đẹp quá ha. Wow, vậy là mẹ một hộp, muội một hộp nha. Kẹp trái cà chua nữa. Kẹp trái cà chua nữa hả? Wow. Kẹp rất là nhiều kẹo lên đầu mẹ vậy. Nhiều kẹp cho nó đẹp. Nhiều kẹp cho nó đẹp. Rồi thôi, ngồi xuống đi con. Thơm nữa. Thôi mẹ không kẹp trái thơm nữa đâu. À, bây giờ là mình cảm ơn cô Tiên Bướm đã cho bạn muội cái phép thuật nha. Cảm ơn cô Tiên Bướm đã cho bạn muội cái phép thuật biến ra rất là nhiều đồ đẹp nha. Bây giờ mình sẽ cất vô để mai mốt mình trang điểm nha. À con quên cất vô nữa. Giờ con cất đi. À mẹ quên cất cái kẹp ở trên tàu mẹ vô nè. À thôi chào tạm biệt các bạn đi rồi mình sẽ cất nha. Tạm biệt các bạn. Các bạn ơi, chào tạm biệt các bạn nha. Bà muội ơi, muội với mẹ sẽ ba la cà na xí muội, hai mẹ con mình biến mất luôn nha. Ba la cà na xí muội.